và bây giờ anh chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả trần trung đạo ai là lính đánh thuê các bạn trẻ tại việt nam nghe ba chữ lính đánh thuê từ khi mới tập đọc nhưng chắc không hiểu rõ định nghĩa quốc tế của ba chữ này theo Nghị định thư Protocol năm 1977 được Liên hiệp quốc công bố vào ngày 8 tháng 6 năm 1977 để đính kèm theo Công ước Geneva, quy định các nguyên tắc hành xử trong một xung đột vũ trang ra đời vào năm 1949, những điểm căn bản định nghĩa lính đánh thuê gồm: thứ nhất là không thuộc quân đội chính thức của chính phủ, thứ hai là được tuyển dụng tại địa phương hay nước ngoài để tham gia một cuộc xung đột vũ trang chỉ vì ước muốn riêng tư và được hứa đền bù cao hơn một người lính cung cấp trong lực lượng vũ trang của chính phủ mướn người đó. Và thứ ba, không phải là thành viên hay đang cư ngụ trên lãnh thổ được kiểm soát bởi chính phủ. Theo định nghĩa trong Nghị định thư năm 1977, thì người lính miền Nam không đánh thuê cho ai cả, mà chỉ chiến đấu trong một cuộc chiến tranh tự vệ trên mảnh đất mà chính họ chọn làm quê hương và nhiều trong số họ đã chết trên mảnh đất đó. Nếu gọi quân đội Việt Nam Cộng Hòa là lính đánh thuê cho Mỹ chỉ vì Mỹ trang bị vũ khí tài trợ, thì nó không đúng với các định nghĩa quốc tế cũng như thực tế chiến tranh. Trong Thế chiến thứ hai, phần lớn trong khoảng 60 quốc gia trực tiếp hay gián tiếp đứng về phía đồng minh mà trong đó có cả Liên Xô đó đã nhận vũ khí của Mỹ qua đạo luật Lend-Lease Act nhưng mà không ai gọi họ là lính đánh thuê cả bởi vì họ có một kẻ đối đầu chung đó là khối trục tương tự từ khi bắt đầu cuộc chiến cho đến khi Hiệp định Paris được ký kết vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973, quyền lợi và mục đích chiến lược của Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa giống nhau, đó là ngăn chặn làn sóng Cộng sản tràn xuống phía Nam Việt Nam. Sau khi Mỹ thay đổi trục chiến lược bằng việc thỏa hiệp với Trung Cộng, Việt Nam Cộng Hòa phải chiến đấu trong cô đơn và cô thế. Nói rộng hơn, ngoài trừ các hoạt động gián điệp mà bất cứ cuộc chiến tranh lớn nhỏ nào cũng có, Việt Nam Cộng Hòa không có chủ trương đánh chiếm miền Bắc nếu cộng sản miền Bắc mà tính luôn các cái thành phần cộng sản cài lại ở miền Nam sau năm 54 đi. Nếu mà cộng sản miền Bắc để yên cho miền Nam ổn định và phát triển về mọi lĩnh vực thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nếu áp dụng nghị định thư năm 1977 trong công ước Geneva 1949 thì cái câu hỏi người lính miền Bắc có đánh thuê hay không lại có vẻ thích hợp hơn và đáng để phân tích hơn. Những người lính miền Bắc thỏa mãn các điều kiện căn bản của định nghĩa lính đánh thuê. Bởi vì sao? Thứ nhất, không thuộc quân đội chính thức mà là các thành phần khủng bố, xâm lược được lén lút đưa vào Việt Nam Cộng hòa từ một quốc gia khác mà trong trường hợp này là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cái thứ hai là vô thừa nhận. Đảng Cộng sản Việt Nam có một thời không thừa nhận những thanh niên nói giọng Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh cao bằng vân vân bị quân đội Việt Nam Cộng hòa bắt được là từ miền Bắc tức là khi mà Việt Nam Cộng Hòa bắt được những cái uh, uh, tù binh phía bên kia chiến tuyến đó thưa quý vị thì phía Cộng sản Bắc Việt họ đã từ chối họ không nhận những cái thanh niên có giọng nói Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng là những người miền Bắc cả mà họ cho đó là những nhân dân miền Nam tự đứng dậy và cái điểm thứ ba là chỉ phục vụ cho quyền lợi của những kẻ trả lương và cung cấp vũ khí trong đó gồm Đảng Cộng sản Việt Nam, Liên Xô và Trung Cộng. Không chỉ rút ra từ công ước Geneva mà từ cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến cấp cao nhất của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đều thừa nhận lính miền Bắc là lính đánh thuê. Lấy các phát biểu của Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng và Nguyễn Mạnh Cầm để chứng minh nhé. Về phía Đảng, Lê Duẩn, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận quân đội Cộng sản Việt Nam là quân đội đánh thuê. Nhân dịp 40 năm ngày ký Hiệp định Paris về Việt Nam, Nguyễn Mạnh Cầm, Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, khi trả lời phóng viên Tuần Việt Nam đã nhắc lại câu nói của Lê Duẩn, ta đánh là đánh cho Trung Quốc, cho Liên Xô. Để công bằng và trung thực cho câu nói của Lê Duẩn, xin lưu ý, một số tài liệu khi viết lại đã cố tình bỏ cái chữ cả để vạch ra bộ mặt đánh thuê của Cộng sản Việt Nam là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô thực ra trong câu đó có chữ cả nữa nhưng cả gồm những ai thì xin đọc tiếp câu trả lời của Lê Dũng có thể phân tích đầy đủ hơn gồm cho ta cho Trung Quốc và cho Liên Xô thứ nhất quân đội cộng sản miền Bắc đánh cho ta nhằm cộng sản hóa toàn cõi Việt Nam nếu theo dõi dòng lịch sử đảng Cộng sản từ thập niên 1920 khi Hồ Chí Minh nước mắt chảy dài, đọc luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lenin viết ngày 5 tháng 6 năm 1920 cho đến hôm nay, rồi đem so sánh giữa thực tế đất nước qua cách sống như vua chúa của Tập đoàn Cai trị Cộng sản bên cạnh những mái tranh nghèo của hơn 90 triệu dân còn lại, thì sẽ thấy ta ở trong cái câu nói của Lê Duẩn là đảng viên Cộng sản Việt Nam đó, ta có nghĩa là là đảng Cộng sản Việt Nam chứ không phải là toàn dân Việt Nam và cái điểm thứ hai quân đội Cộng sản miền Bắc đánh thuê cho Trung Cộng để bảo vệ vùng an toàn phía Nam quan trọng của Trung Quốc và cửa ngõ ra Biển Đông cái chính sách bành trướng nhanh chóng của Tập Cận Bình ngày nay một phần là do quan điểm Trung Quốc và Việt Nam như anh với em, như môi với răng như nước với sữa mà Cộng sản Việt Nam đã lập đi lập lại từ lâu nay nếu Cộng sản Việt Nam biết cứng rắn như Philippines hay kiên quyết như Bắc Hàn, thì dù không trận đứng hẳn thì ít ra cũng làm cho họ tập chậm chân, chứ không có những cái căn cứ, những cái phi trường quân sự trên đảo chữ thập của Việt Nam như ngày hôm nay. Và cái điểm thứ ba, quân đội Cộng sản miền Bắc đánh thuê cho Liên Xô để giảm áp lực của Mỹ bằng một mặt trận nóng trong chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô giới lãnh đạo cộng sản liên xô biết không sớm thì muộn liên xô sẽ nguy khốn nếu không làm chậm cái cuộc chạy đua võ trang với mỹ về phía chính phủ cộng sản phạm văn đồng thủ tướng của cộng sản việt nam cũng thừa nhận rằng quân đội cộng sản đánh thuê cho trung cộng đoạn đối thoại dưới đây giữa chu ân lai và phạm văn đồng được trích trong tác phẩm on china của henry kissinger chu ân lai nói với phạm văn đồng trong một thời gian dài trung quốc bị mỹ bao vây Bây giờ Liên Xô bao vây Trung Quốc, ngoại trừ phần Việt Nam. Phạm Văn Đồng thì cam kết rằng, chúng tôi càng quyết tâm để đánh bại đế quốc Mỹ bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam. Chu Ân Lai thỏa mãn, đó chính là lý do chúng tôi ủng hộ các đồng chí. Như vậy, cả đại diện cho đảng và nhà nước Cộng sản đều thừa nhận rằng những người lính từ Bắc Việt và các thành phần cài cắm lại ở miền Nam đều là lính đánh thuê đúng theo tinh thần của Công ước Geneva năm 1949. Quan điểm Mao Trạch Đông về chiến tranh tại Việt Nam phù hợp với cách giải thích của Lê Duẩn. Theo đó, giống như trong chiến tranh Triều Tiên là tạo một vùng độn trong biên giới phía Nam của Trung Quốc. Để thực hiện chủ trương này, Trung Cộng đã chi dụng gần như hầu hết vũ khí đạn dược cho Cộng sản Việt Nam. Trung Cộng là mẹ đỡ đầu của các chính sách và chiến lược chiến tranh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn từ năm 49 đến năm 54. Giai đoạn đầu của chiến tranh, Mao chỉ muốn miền Bắc là phên dậu và thỏa mãn sau khi đạt được mục đích đó. Theo nghiên cứu của Chen Jian trong China's Involvement in the Vietnam War giai đoạn từ năm 64 đến năm 69, Bành Đức Hoài, ngày 24 tháng 12 năm 1955, thông báo cho Võ Nguyên Giáp biết các đoàn cố vấn quân sự của Trung Cộng sẽ rút về nước hết vào tháng 3 năm 56. Tuy nhiên, khi chiến tranh leo thang, Trung Cộng cảm thấy vùng an toàn phía Nam lần nữa bị đe dọa, nên đổi ý và gia tăng viện trợ cho Cộng sản Việt Nam cho đến khi chấm dứt chiến tranh. Quan điểm Liên Xô về chiến tranh Việt Nam xác định chủ trương mướn người Việt Nam, đánh người Mỹ. Mặc dù trước đó tỏ ra lạnh nhạt, nhưng khi cuộc chiến leo thang, Liên Xô từng bước trở thành phe có lợi trong chiến tranh tại Việt Nam. Liên Xô vượt qua cả Trung Cộng trong việc cung cấp vũ khí, viện trợ kinh tế và các phương tiện tuyên truyền cho Cộng sản Việt Nam để làm gì ngày nay các tài liệu cho thấy liên xô muốn dùng người việt để đánh mỹ muốn cố gắng nhận chìm bộ máy quân sự của mỹ và muốn cạnh tranh ảnh hưởng với trung cộng trong các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa và còn muốn quan trọng nhất là giảm ưu thế của mỹ trong cuộc chạy đua vũ trang Tóm lại, quan điểm của Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Trung Cộng và Liên Xô về lý luận lẫn thực tế đều giống nhau. Nhưng nếu đem cái câu người lính miền Bắc có đánh thuê hay không để hỏi một cựu cán binh Cộng sản đã từng chiến đấu ở miền Nam trước năm 75, chắc chắn chúng ta sẽ nhận câu trả lời không phải. Nếu ai đó tiến bộ về nhận thức chính trị thì nhiều lắm chỉ thừa nhận là họ bị gạt, bị lừa, nhưng vẫn cho cái khẩu hiệu đánh bại chính sách thực dân mới của đế quốc mỹ là đúng và thống nhất đất nước là tình cảm tự nhiên tuy nhiên cho tới nay chắc không có bao nhiêu người hiểu chủ nghĩa thực dân mới là gì và tình cảm thống nhất đất nước kia từ đâu mà có một số khác cũng trả lời không không có nghĩa là họ không thấy không biết không nhận ra sự thật sau nhiều ngàn đêm mất ngủ nhưng chỉ vì không đủ can đảm để từ chối một phần đời trai trẻ của mình và nhất là mất đi những gì họ đang có hôm nay